Hai, Hiếu xin mến chào tất cả các bạn. Hai, Hiếu xin mến chào tất cả các bạn. Hôm nay video này mình sẽ rig cái con này các bạn nhé, mình sẽ set up quay account trên cái con này. Tức là bình thường tài khoản của các bạn á, thì khi nhà mạng cung cấp các bạn modem của các bạn thì tài khoản nó trên con này. Thì hôm nay mình sẽ rig cái con này các bạn nhé. Rig tức là biến set up nó thành cái cầu nối, làm cái bộ chuyển quang để mà quay tài khoản, chạy tài khoản và chịu tải ở trên cái con ray test này. Cái con này ở video trước thì mình có chia sẻ các bạn mình đã xin được các bạn nhé. Con này là con 2910 2912 2925 2926 rồi 2300 gì đó, nó có rất là nhiều các bạn nhé. Con này là cũng dòng hấp thôi, tại vì công ty vứt ra thì mình xin được. Ok, trước tiên thì mình sẽ set up con này trước các bạn nhé. Con này mình sẽ khai mod rig và bạn nào quan tâm thì cũng có thể theo dõi đến cuối video nhé. Ok, bây giờ sẽ vào phần wifi các bạn nhé. Phải xác định đúng cái con wifi mà mình muốn rig nha. Đây, còn Hiếu wifi đã kết nối rồi các bạn nhé. IP thì mình sẽ vào Google Chrome, làm việc trên Chrome rồi nha. Địa chỉ IP là 192 nè, .168.1.1. Nhấp vào. Rồi, bước cái này thì mình không nói dâu dài các bạn nha. Rất là nhiều bạn hỏi, thì thưa các bạn là mỗi dân kỹ thuật đặt một cách khác nhau, nên các bạn vui lòng hỏi kỹ thuật hoặc hỏi tổng đài nha, chứ nó không có giống nhau, nên các bạn hỏi mình cũng biết. Ở đây mật khẩu của mình là đã kết nối rồi, mình chỉ cần login và nó vào luôn modem thôi nha. Oh sorry, rồi cái password này mình đặt khác, BASSWD2 à cộng, có thể là khá dài nên các bạn chịu khó nha. Bạn nào quan tâm thì cũng có thể chịu khó theo dõi đến cuối video. Trước khi rig đó các bạn, bạn thấy con này đang chịu tải và đang có IP, đang sử dụng mạng được các bạn nha. Trước khi rig nó, dĩ nhiên là các bạn rig nó là cái con modem wifi này không sử dụng mạng được, nên chúng ta sẽ tạo một cái file backup các bạn nha. File backup là ở video trước, những video trước á, nếu bạn nào không biết thì cũng có thể comment mình gửi cái đường link cho các bạn xem nha. Tức là mình sẽ tạo một cái file backup là lưu những cái dữ liệu đã set up, đã cấu hình ở trên cái con modem này về cái điện thoại chúng ta, cái file đó lưu trên điện thoại chúng ta. Bởi vì mỗi khi mà chúng ta set up hoặc là cài đặt gì đó nó bị lỗi gì đó không được thì các bạn cứ reset và up cái file mình đã tải về lên đó, thì tất cả các cấu hình nó sẽ trở về mặc định, để chúng trở về hiện trạng như thế này, tức là bạn đang sử dụng mạng được các bạn nhé. Ok, mình sẽ tạo file backup trước. Cái này lúc trước mình cũng có chia sẻ, nhưng mà mình sẽ làm thật nhanh các bạn nhé. Backup này đó, vào management các bạn nhé, vào setting, vào backup setting các bạn nhé, vào backup setting này đó, nó sẽ tải một cái file backup setting config về cái điện thoại của chúng ta, để khi mà trên cái modem này chúng ta muốn trả nó về hiện trạng giống như sử dụng mạng hoặc là cấu hình gì đó thì chúng ta cứ tải lên. Ok, bây giờ mình sẽ tải xuống nè. Đó, tải cái file có tên là backup setting 1.config các bạn nhé. Backup setting, mình nhớ cái file đó cái tên, để sau này mình restore lại thì mình nhớ cái tên đó. Rồi, mình không cần phải restore, mình đã backup rồi. Bây giờ mình sẽ read nó các bạn nhé. Ok, chúng ta sẽ quan tâm đến dòng network setting. Muốn read nó thì chúng ta sẽ quan tâm đến dòng network setting các bạn nhé. Network setting nè, vào chữ one giúp mình. Đó, chúng ta sẽ chọn là bên màu xanh, làm việc bên màu trắng. Chúng ta sẽ gỡ cái dòng này ra đi. Mình thu nhỏ lại cho các bạn dễ xem. Ở đây có dòng BBOE4, dòng cuối cùng ha, tức là nó đang chứa tài khoản. Chúng ta sẽ remove nó đi, gỡ nó đi. Rồi mình remove nó luôn các bạn nhé. Remove rồi ha. Chờ xíu cho nó. Đó, nó mất rồi, ba dòng này các bạn không thể thao tác được, nó là mặc định rồi. Chúng ta sẽ add các bạn nhé. Tức là chúng ta đã xóa cái tài khoản rồi, mình hiện tại là mình không sử dụng mạng được. Chúng ta sẽ bấm vào add nè. Mình sẽ chọn Rigin các bạn nhé. Rigin. Đó, Rigin nó sẽ hiện ra như thế này. Chúng ta sẽ ở đây chúng ta sẽ thấy 012, mình chọn là 011 các bạn nhé.
012 là VNVT là của TV. VLAN 12. Ở đây chúng ta sẽ chọn VLAN là 11.0.11. Rồi ok, chúng ta sẽ nhấp vào apply nha. Apply. Mình chờ xíu xem nó hiện ra chưa nha. Đó, cái dòng cuối cùng ha, V4 số 2 nè ha, Fritz nè. VLAN nè ha bạn ha, VLAN 11. Ok, đã có lưu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ hot ra ngoài nha. Không cần quan tâm đến cái con modem này nữa. Chúng ta sẽ log out vào, ra nè. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kết nối đến con Retest các bạn nha. Kết nối đến con Retest. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần Wi-Fi nè. Chúng ta không quan tâm đến cái phần grid của con cái chữ hiếu Wi-Fi nữa nha. Chúng ta sẽ quan tâm đến dòng Retest nè. Tức là cái con Retest á. Mình kết nối với con Retest. Rồi, đã kết nối rồi, chưa có mạng các bạn ha. Đây các bạn nhấp vào chữ Retest. Trên điện thoại mình thì mình cũng có thể nhấp vào chữ quản lý bộ định tuyến, hoặc là nếu các bạn không có thì các bạn cứ bấm vào chôm nha. Đó, nhấp lại cái dòng này là 192 nè, .168.1.1. Nhấp vào đi. Về mật khẩu và đăng nhập thì cái con này hình như là nó không để trống các bạn. Các bạn cứ nhấp vào chữ đăng nhập nha. Đó, nó vào luôn ha. Con này nó để trống. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ thấy cái giao diện nó như cái video trước các bạn thấy nè ha. Y chang như vậy luôn, không có thay đổi gì hết. Rồi chúng ta sẽ set up account. Trước khi set up account chúng ta sẽ đổi IP trước các bạn nha. Tại vì đôi khi cái con IP của 192.168.1.1 của con modem nhà mạng á cũng 1.2.168.1.1 mà con này nó cũng 1.1. Bởi vậy đôi khi nó vẫn chạy được các bạn nha, nhưng mà đôi khi mình theo dõi nhiều người sử dụng, nhiều người ấy đôi khi nó sẽ bị đụng IP. Bởi vậy nó sẽ bị nhiều khi nó bị chập chờn. Chúng ta cách tốt nhất là chúng ta sẽ đổi IP nó đi các bạn nha. Ta sẽ vào phần LAN này. Vào phần LAN. Vào phần General Setup. Đó, cái dòng địa chỉ IP của nó là hiện tại 192.168.1.1. Bây giờ mình đổi nó đi các bạn nha. .2.1. Dĩ nhiên RIT rồi thì cái modem nó sẽ làm cái cầu nối thôi. Tuy nhiên có đôi lúc cái IP nó bị đụng. Mình cũng chả hiểu sao. Cứ như thế này cho nó an toàn là 192.168.2.1. Nhấp vào OK nha. OK này. Rồi, nó hỏi mình lưu không? OK nha. Cho nó reboot lại các bạn nha. Tức là mỗi lần chúng ta set up cài đặt gì đó thì chúng ta phải reboot lại một chút xíu cho nó lưu dữ liệu lại. Rồi mình chờ cái con wifi này nó lên nha. Nếu các bạn muốn xác định các bạn sử dụng luôn RIT á, thì các bạn nên tắt cái wifi của con hiếu wifi này đi ha, cái con chính của mình á. Tại vì mình phải dùng nó để mình cài đặt lại, nên mình đợi cái tên wifi mình không có tắt. Còn riêng nhà bạn á, thì bạn muốn sử dụng luôn cái con router ngoài thì các bạn cứ tắt cái con chính đi nha, tại vì cái con wifi đó bạn không sử dụng được. Đó, đã kết nối với Retest ha. Bây giờ chúng ta tiếp tục vào này ha, vào Google Chrome. Bây giờ địa chỉ nó IP của nó là 192.168.2.1 các bạn nhé. Nó không còn là .1.1 nữa. 2.168.2.1. Rồi, nó khác với con IP rồi. Chúng ta cứ nhấp vào đăng nhập, không cần phải tên, user, password gì cả. Dĩ nhiên mình cài đặt ban đầu thì mình chỉ cài như vậy thôi, chứ còn các bạn muốn cài đặt xác định sử dụng luôn thì các bạn phải đổi cái mật khẩu login đó nghe, để nhiều người log vào khóa của bạn, bạn không sử dụng mạng được. Rồi, ok. Chúng ta đã đổi IP rồi, chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ quay cao nhé, quay PoE, tức là quay cổng WAN nè. Nó là IP WAN á, các bạn vào Internet set, Access giúp mình nha. Đó, Internet Setup. Internet Access các bạn nha, WAN Internet Access. Con này là con 29 2900, nhưng mà ở ngoài đó là 2910G, mình cũng chả biết sao. Đúng rồi, chúng ta sẽ làm việc bên phần màu trắng này các bạn nha. Ở đây chúng ta sẽ thấy chữ non, Access Mode là chữ non nha. WAN 1. Ủa, ở ngoài kia nó có 2 WAN mà ở đây sao nó cho phép chúng ta cài WAN 1 không ta? Ok, chúng ta nhấp vào chữ non nhé. Nhấp vào cái mũi tên này, chúng ta sẽ quay PoE. Trước khi mà muốn quay chúng ta mình muốn xem thử. Ở đây cái modem này nó ghi có WAN 2 luôn mà sao ở đây nó cho mình sử dụng WAN 1 không? Mình không hiểu. Cái này hơi kỳ.
General. Không quan thì chứ cứ vào vào quan thôi, chứ nó chả hiểu sao ở đây nó cho mình sử dụng có một quan thôi. Rồi có một quan thì chơi một quan bạn nhé, tại vì trên modem thì nó ghi hai quan nhưng mà ở đây thấy có một quan à, để chúng ta quay cao. Chúng ta sẽ nhấp vào chữ mũi tên ngay chữ non này và nhấp vào BBOE. Rồi chọn BBOE, chúng ta sẽ nhấp vào detail bay này. Đây là lần đầu tiên mình cài đặt con này nên nhiều khi nó hơi chậm, các bạn thông cảm nhé. Đó, detail bay. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào giao diện nó như thế này. Chúng ta sẽ nhấp vào chữ enable luôn các bạn nhé. Tức là BBOE client mode nó đang nằm chữ disable. Chúng ta sẽ nhấp vào chữ enable lên. Enable. Rồi, chúng ta thấy cái dòng ha. ISP access setup username password. Chúng ta sẽ nhấp vào đây. Chọn ở đây để chọn account nhé. Account thì dĩ nhiên bạn phải có tài khoản của nhà mạng cấp nhé. Còn nếu không có bạn xin kỹ thuật hoặc xin tổng đài gì đó. Của mình là CTT nè. 110 540. Mình làm cái này thật chậm các bạn thông cảm nhé, tại vì sai một cái là nó không sử dụng mạng được, nên mình phải theo dõi thật kỹ. CTT rồi chúng ta sẽ quan sát thật kỹ nhé, kiểu nó không sử dụng mạng được là mất công mình phải thao tác lại. One connection detect. Ở đây thì nó có một one à, nó không có hiện chữ load balancing các bạn nhé. Ok, bây giờ chúng ta đã nhập account rồi, mình sẽ nhấp vào OK để nó lưu cái account này lên. Đó gọi là quay BBUE. Rồi mình sẽ lưu lại cho nó reboot. OK nè, reboot lại cho nó lưu những cái cài đặt mình vừa cài đặt ban đầu, vừa cài đặt xong các bạn nhé. Video nó khá dài nên các bạn thông cảm. Rồi mình chờ nó reboot lại xem thử sử dụng mạng được không nha. Rồi retest internet có thể không có sẵn. Mình sẽ chờ chút xíu thử xem nó kết nối được không bạn nha. Ngáo thì sao các bạn ơi. Cài đặt ra đời không cắm dây mà kêu đồ kết nối wifi. Bởi vậy đó cũng là nhiều khi nó hơi ngáo ngáo đó vậy các bạn. Đây chúng ta phải cắm nha. Tức là mình rít mình không có chọn cổng, nên mình rít toàn bộ là những cổng này á. Nó đã read hết rồi, cổng nào cũng được, bạn muốn cắm cổng nào cũng được, 4 cổng, đây là còn 0 cũng 0, còn 0 hay 0 thì nó chỉ có 2 cổng thôi. Lúc nãy mình cài đặt cái cổng 1 các bạn nhé, set up cái cổng WAN 1, thì bây giờ chúng ta sẽ cắm vào WAN 1 nhé, WAN 1 nè, WAN 2 nè, tất cả bọt những này mình không cắm, mình phải cắm WAN 1, đúng WAN 1 các bạn nhé, mình tại vì mình đã cài đặt tài khoản trên WAN 1 rồi, cắm vào này. Rồi không biết sử dụng mạng được hay không, bây giờ dùng điện thoại thử xem nhé. Đôi khi nó hơi điên sao các bạn nha. Cài đặt đã đời không cắm dây mà đội sử dụng mạng được. Ok, chúng ta sẽ kết nối vào wifi thử xem kết nối vào con nào. Đó, ra test nè bạn ha. Thấy ngon không? Đã kết nối rồi các bạn nha. Đây, đã kết nối rồi. Bây giờ thử vào YouTube xem nào. Đấy, lướt ầm ầm luôn các bạn nha. Facebook. Vào cái này kêu bằng cái gì ta? Những cái clip nè. Quá ngon luôn các bạn nha. Bây giờ bình thử nha. Con retest này thì nó chỉ có một băng tần thôi bạn nha, nó không được hai băng tần. Chúng ta sẽ vào bit test thử xem nè. Có thể cái con này mà khi sản xuất ra thì nó chưa có gọi là hai băng tần đâu bạn. Cái này là chắc lâu đời rồi đó. Nhấp vào Go này. Bao nhiêu mây? Gì có 10 mây vậy? Yếu à. 12 mây. Yếu dữ rồi. Ít ra cũng được 30-40 mê gì chứ có 20 mê. Này lên 25 mê bằng up hay là 25 mê. Cùi dữ à. Test lại lần nữa xem. Bèo quá à. Ui up gì chưa được 20 mê nữa bạn.
Quá tệ. Hoặc cũng có thể là như thế này các bạn, mình dùng cái râu anten của cái con kia, của cái con modem D-Link, nhưng mà cắm vào thì vừa, nhưng mà không biết cái này nó có khít hay không, đôi khi nó không tiếp cái này thì có thể sóng wifi nó không lên nổi. Dặn cứng vô xem nè, sao yếu dữ vậy. Ok, test lại xem nè. Wow, quả thật là chừng 10 mê mà. Con này tệ quá. Đó là cái wifi thôi nha, chứ còn Ok, đây là cái test và cái wifi thôi bây ha. Bây giờ mình lôi đầu vào máy tính mình cắm thử, mình test thử lên bao nhiêu mê các bạn nhé. Xem thử con này mình xin được mà không biết sử dụng như thế nào. Vào máy tính luôn, test thử em xem sao nha. Chán thiệt. Ok, cắm vào máy tính rồi bạn. Máy tính lên mạng được ha. Đó. Đây, nhận IP vậy nè, 192.168.2.1 các bạn ha. Cái cổng cạc mạng của mình chỉ có 100 m thôi, không được 1 GB các bạn nha. Cổng cạc mạng của máy tính mình đây. Ok, bây giờ vào Google Chrome. Speed test thử xem nào. Thử xem được bao nhiêu mê, nó có như cái wifi không các bạn nha. Wifi test gì đâu mà đau đau có 10 mê, up lên được 2 30 mê mà đau có 10 mê, bèo quá. Go này. Đó, các bạn thấy ha, tức là bọt LAN nó sử dụng quá ok luôn á. Này đường truyền 50 mê nè bạn ha. Quá ngon luôn, test một phát lên 50 mê luôn, 55 mê luôn. Úp xem nè. Úp thì nó không quan trọng bởi vì úp là bạn úp những dữ liệu lên rất là ít khi bạn úp, ví dụ như bạn úp một hình ảnh hoặc là video lên Facebook, lên gì đó. Nhưng mà chúng ta làm việc thường thường up lên cái dung lượng chúng ta không bao nhiêu nên nó không quan trọng lắm, chủ yếu là cái đao này về để chúng ta sử dụng thôi. Đó, bình 2 thôi. Quá ok luôn bạn nha. Rồi, như vậy là cái modem này sử dụng bọt LAN vẫn ok luôn. Rồi, như vậy là qua những phút vừa ra qua thì mình đã chia sẻ các bạn cái cách mà để rít cái con 040 này cũng như 020 hoặc là 240 gì đó. Cái cách rít rất là đơn giản luôn, các bạn không cần phải map bọt gì cả, rít một phát một là ăn ngay và quay BBOE, tức là quay account, chạy account chịu tải trên những cái con router phía bên ngoài. Ở đây là mình rít trên cái con mình sử dụng, quay trên cái con 2910 này, thì tùy theo các bạn muốn sử dụng như thế nào. Thông thường những cái người mà sử dụng mạng mà muốn ổn định các bạn, họ chuyên về wifi, họ biết về wifi, họ sẽ sử dụng những cái con ray test này làm cân tải. Tuy nhiên họ không sử dụng cái con wifi này và họ sử dụng những con wifi 2 băng tần, nhưng mà con này là nó chịu tải, người ta sử dụng như vậy đa phần như vậy nha. Rồi qua clip vừa rồi thì các bạn thấy cái con wifi, con ray test 2910 này mình nhặt được, ủa mình xin được các bạn nhé. Rồi về sử dụng cái wifi, các bạn thấy wifi đo kiểm khá là yếu, nhưng mà bọt LAN của nó thì sử dụng ổn mà ha, bọt LAN thì đủ tốc độ. Mình nghĩ là cái con wifi này nó bị lỗi gì sao nó yếu dữ, đường truyền 50 m cho dù 2.4 thì các bạn cũng phải test lên khoảng 30 m 40 m, con này test có mười mấy mê thì nó không không ngon rồi. Cái này chắc lâu đời lắm rồi bạn, cái firmware này mình quên coi cái firmware đời mấy nha, có thể up lên cái firmware cao hơn không không biết, mình chưa quên. Qua video sau đi, mình sẽ up firmware lên và test lại cái wifi xem thử nó ổn định không các bạn nha. Rồi, cái đồ xinh mà mình không có yêu cầu gì được, cứ người ta cho thì mình may mắn nhận được, và cũng rất là cảm ơn mọi người đã xem video đến cuối. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.
hy vọng là ở những clip sau thì mình vào những công ty mình gặp đâu mình xin đó, thì may mắn nếu mà có thì mình sẽ xin về review cho các bạn xem. Hy vọng là nó không phải là 2910 hoặc là những cái nó có những cái con wifi khác, những cái con router khác để mình test thử review cho các bạn xem nhé. Rồi xin kết thúc video ở đây, xin chào và hẹn gặp lại ở clip sau nha.